Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Năm, ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Bế mạc kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 9 với nhiều chương trình nội dung quan trọng được thông qua, tạo tiền đề để tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong năm 2021. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu. Tổng kết 5 năm thực hiện công tác lâm nghiệp khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 10 tháng 12, dưới sự điều hành của ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Ca Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 tổ chức phiên chất vấn và nghe trả lời chất vấn Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến các vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm. Ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự và trả lời chất vấn. Nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác quản lý các loại hình du lịch canh nông, quy hoạch đất sản xuất, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, quản lý bảo vệ rừng, đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm chất vấn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước khi bước vào phần chất vấn và nghe trả lời chất vấn, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được nghe tổ thư ký thông qua tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ chiều ngày hôm qua 9 tháng 12. Qua thảo luận, tại 5 tổ có 40 lượt ý kiến góp ý về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026 và năm 2021. Ngoài ra, các tổ thảo luận còn đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về các nội dung như dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Theo đánh giá, hầu hết các ý kiến của các đại biểu đều thống nhất chung với báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần này. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, sớm xây dựng trung tâm giao dịch hoa Đà Lạt để tháo gỡ khó khăn cho người dân. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cần có giải pháp trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sớm phân định 3 loại rừng để giúp người dân yên tâm sản xuất. Vấn đề đầu tư hệ thống thủy lợi, điện khu vực nông thôn, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các giải pháp xử lý phân bón giả, phân bón kém chất lượng cũng được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh góp ý vào các tờ trình báo cáo. Phiên chất vấn tập trung về công tác quản lý điều hành và giải pháp xử lý của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các vấn đề còn tồn tại hạn chế của địa phương. Trong đó, trọng tâm là vấn đề quản lý loại hình du lịch canh nông, quy hoạch sản xuất đất nông nghiệp, cấp quyền sử dụng đất, thu hút đầu tư, công tác quản lý bảo vệ rừng và đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi. Tôi được biết vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có cái văn bản yêu cầu tạm dừng cấp phép hoạt động của cái loại hình du lịch này. Thì nhân cái buổi này thì tôi xin chất vấn với lãnh đạo Ủy ban tỉnh là xin cho biết cái hướng giải quyết trong tương lai của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng như thế nào để tạo điều kiện cái cơ chế và cái cách quản lý như thế nào để tạo cái điều kiện cho cái loại hình du lịch canh nông này phát triển. Thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng, chủ yếu tại thành phố Đà Lạt, có 33 điểm du lịch canh nông. Và đây là một sản phẩm du lịch canh nông, mà sản phẩm mới để góp phần cho thời gian lưu khách và tăng giá trị và quảng bá hình ảnh cũng như là tiêu thụ nông sản ngay tại vườn. Tuy nhiên trong quá trình thí điểm thì đã bộc lộ được những cái bị bộc lộ mấy cái hạn chế này. Cái thứ nhất đó là một số điểm phát triển quá nhỏ, không đủ điều kiện cho hạ tầng cho du khách, làm cho du khách phàn nàn và ảnh hưởng đến cái ngành du lịch chung của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt. Vấn đề thứ hai là lợi dụng không xin phép nhưng mà xây dựng cái đất quá lớn không xin phép. Và vấn đề thứ ba đó là có cái manh nha xây dựng những cơ sở lưu trú ngay trong chính cái khu lịch của mình mà tạo giá trị bất động sản ảo và tạo ra quá trình quản lý không phân cấp nào quản lý. Do là tỉnh đồng ban hành cái quyết định tạm thời dừng từ tháng 8 năm 2020. Và trên sở dừng này thì phát định rõ là tạm dừng chứ không phải là kết thúc và dừng hẳn. Và khi dừng thế là tỉnh đã giao cho Sở Văn hóa Thao du lịch tiến hành hoàn thành những cái đánh giá về rà soát tất cả các cái điểm này để báo cáo ban tỉnh để tiếp tục triển khai. Liên quan đến vấn đề quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp, cấp quyền sử dụng đất cho người dân.
một số đại biểu đã chất vấn cụ thể. Liên quan đến việc triển khai thực hiện quyết định số 2016 ngày 9 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu ba loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025. Định hướng đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đến nay việc tổ chức thực hiện rất chậm, ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về ai, biện pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, đồng thời cam kết thời gian cụ thể để hoàn thành. Thì quyết định 2016 sẽ giải quyết 3 vấn đề như thế, bởi vì thời điểm này chúng ta đã có cái kiểm kê rừng. Thứ hai, hiện nay có cái trình độ học công nghệ máy móc đã rất tốt rồi, cho nên đảm bảo yêu cầu rất kỳ vọng. Trên cơ sở như thế thì nghĩ rằng chúng ta sẽ triển khai rất là nhanh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thì giữa Sở Nông nghiệp và Sở Tài nguyên Môi trường rất băn khoăn cho rà soát lại. Như thế là trách nhiệm hiện nay mà Ủy ban tỉnh đã giao cho việc này đã thông qua 2 cuộc làm việc, đi làm việc các địa phương và đã có 3 văn bản chỉ đạo. Như thế trách nhiệm gồm thứ nhất đó là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thứ hai là Sở Tài nguyên Môi trường, thứ ba là chính quyền các cấp. Đặc biệt là hiện nay là còn 3 địa phương chưa gửi hồ sơ. Do đó thì đề nghị tiếp tục thì trách nhiệm rất rõ. Về hướng xử lý dứt điểm, Ủy ban tỉnh xử lý giao dứt điểm trước ngày 25 tháng 2, 2020. Như thế thì cử tri cũng như là các đại biểu an tâm. Như thế là bước vào tháng 3 sẽ dứt điểm xong tất cả. Còn lại nhiệm vụ là các địa phương tiếp tục cấp đất. Một số đại biểu cho rằng hiện nay tình trạng diện tích và sản lượng sầu riêng của tỉnh tăng mạnh. Tuy nhiên, vấn đề bảo quản và chế biến sau thu hoạch gặp rất nhiều khó khăn. Do đó cần phải có những giải pháp mang tính tổng thể lâu dài và bền vững để phát triển diện tích sầu riêng và vùng chuyên canh cây ăn trái của địa phương. Theo định hướng của huyện thì đến năm 2025 thì cái diện tích sầu riêng cho thu hoạch trên địa bàn khoảng 4.000 ha và tương ứng với khoảng cỡ 50.000 tấn. Thì hiện nay người dân rất cần có những cái cơ sở chế biến sâu hoặc là bảo quản sau thu hoạch để nâng cao giá trị gia tăng. Thì trong kỳ họp này thì đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết là trong thời gian tới tỉnh sẽ có chủ trương giải pháp biện pháp như thế nào để đáp ứng nguyện vọng của người dân về bảo quản và chế biến sau thu hoạch. Tỉnh Lâm Đồng đang làm việc thu hút nhà máy chế biến công ty Lavifood sẽ chế biến là khoảng 100.000 tấn quả, trong đó 2 cây chủ lực đó là sầu riêng và cái bơ. Như thế phạm vi sản lượng của Đài Oai nếu mà thực hiện vấn đề này thì nằm trong cái ngưỡng rất tốt trong việc chế biến, chưa đáp ứng được cái khả năng nhà máy này, và nhà máy này sẽ dự kiến đặt tại tại khu công nghiệp Lộc Sơn. Hồ thủy lợi Cây Giam huyện Đơn Dương có chủ trương đầu tư từ năm 2005 nhưng đến nay là gần hết năm 2020 nhưng công trình vẫn chưa được cấp vốn thực hiện. Thì đề nghị ban tỉnh trả lời với bà con cử tri Đơn Dương trong nhiệm kỳ tới công trình này có được thực hiện hay không? Hồ Cây Giam là một trong những 3 cái hồ mà tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Nghiệp Phát triển Thôn, Bộ Hạch Đầu Tư và Chính phủ. Thì hiện nay trong 3 cái hồ này thì cũng đã khởi động. Thứ nhất là hồ Ta Hét đã rất là xong, gần 1.000 tỷ. Thứ hai là hồ Đồng Thanh trên 5 tỷ đã xong. Riêng về cái hồ Cây Giam, không biết là lúc huyện hay là Sở Nông nghiệp, nhưng các đồng chí lựa chọn tư vấn quá kém, không tính toán được cái mức đầu tư. Với cái dung tích, nếu các đồng chí mà tính cái mức là từ 100 tỷ trên một trên triệu mét khối thì quá lớn, phải không? Không thể, cho nên là chất lượng tư vấn kém. Người ta tính toán là định suất đầu tư bao nhiêu và tới bao nhiêu ta hiệu quả. Còn nếu như tính mà cái mức đầu tư trên 500 triệu trên hồ Cây Giam này thì giống như cái đất đô thị ngay từ hồ Cây Giam thì không hiệu quả. Do đó vừa rồi thì Ủy ban tỉnh Lâm Đồng làm việc với Sở Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thống nhất giao cho Sở Nghiệp Phát triển Nông thôn cùng với huyện Đơn Dương rà soát lại tính toán theo định chuẩn quốc gia, có một giá thấp hơn thì lúc bây giờ mới Bộ Nông nghiệp mới đầu tư. Liên quan đến vấn đề xã hội hóa khuyến khích đầu tư các công trình cấp nước nông thôn tại Cát Tiên, đại biểu đề nghị việc hỗ trợ khuyến khích người dân lắp đặt và sử dụng nước sạch, lắp đặt đồng hồ và sử dụng nước sạch góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung và người dân của huyện Cát Tiên nói riêng. Vì vậy kính mong lãnh đạo Ủy ban Nhân tỉnh cho biết đến thời gian nào là giải quyết nội dung trên. Năm 2017 có cái việc thu hút một cái nhà máy nước sinh hoạt Gành Thác, chúng tôi rất đáng quý và quá trân trọng, thực hiện theo cái quyết định 57 về thu hút đầu tư
trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên cái việc mà ràng buộc hợp đồng giữa Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên và thỏa thuận đầu tư với công ty Gành Đá, các chí làm không chặt chẽ, không rõ, do đã dẫn đến kiến nghị đề nghị ban tỉnh giải quyết. Thì trong cái tình huống như này có hai cái việc. Việc thứ nhất là trước khi là xây dựng nhà máy thì công ty đã khảo sát hết 4.700 hộ dân của hai thị trấn Đồng Nai, và chúng ta cam kết khi nhà máy hoàn thành là chúng tôi có 7.000 hộ đây, là chúng tôi mua như thế là đủ định mức đầu tư, đủ với thị trường đầu ra là có 4.700 ký kết rồi. Nhưng khi nhà máy làm xong, 4.700 nếu thế là đủ, không cần hỗ trợ nhà nước, đủ. Nhưng mà khi ký kết thực tế lại chỉ có 1.700 thôi, còn lại trên 2.000 là không ký kết mà mong chờ nhà nước phải hỗ trợ chúng tôi. Thì theo cái căn cứ làm việc, Ủy ban tỉnh Lâm Đồng đã đến làm việc 2 lần tại huyện và tổ chức cuộc làm việc với công ty 1 lần và 2 lần giao Sở Hoạch Đầu Tư và Sở Tài Chính đề nghị các chí nghiên cứu tất cả những quy định nào có liên quan thuận lợi nhất để hỗ trợ cho nhà đầu tư thực hiện được. Tuy nhiên thì Sở Tài Chính và Sở Hoạch Đầu Tư nghiên cứu tất cả báo cáo của tỉnh là không thể cơ chế nào lấy ngân sách nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp, mà nếu hỗ trợ doanh nghiệp sau này quyết toán thì trách nhiệm với ban tỉnh phải chịu trách nhiệm, bởi vì chi nguồn không đúng tất cả công việc thế. Do đó trong tình huống này thì đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên cam kết phải làm ngay đề án không liên quan đến doanh nghiệp mà sẽ hỗ trợ về nước sinh hoạt cho người dân thuộc về cái vùng khó khăn, thì tỉnh Lâm Đồng sẽ hỗ trợ thông qua cái chương trình các chương trình nước sạch của tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân, chứ không có dùng từ hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra, đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, giao rừng cho doanh nghiệp, nhiều đại biểu cho rằng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, dẫn đến diện tích rừng bị người dân lấn chiếm. Một số doanh nghiệp là không làm tốt cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Vậy thì cho hỏi là cái trách nhiệm này thì Ủy ban nhân tỉnh chúng ta cũng đã có cái hình thức xử lý đối với những cái đơn vị doanh nghiệp mà sản xuất đã được giao đất để mà trồng rừng rồi chăm sóc phát triển rừng ấy, thì mình đã có hình thức xử lý như thế nào chưa? Trong qua được thanh tra chính phủ, thanh tra tỉnh Đồng tại văn bản kết bài thông báo quyết luận 922, trong đó có thu hồi 123 dự án, thì trong đó cũng là trên 40 dự án liên quan đến rừng. Thì ban tỉnh đã giao cho đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra tất cả 52 dự án trên địa bàn Quảng Lâm, thì sắp tới sẽ thu từ 5 đến 7 dự án trên Quảng Lâm như thế để khắc phục cái chuyện mà các cái doanh nghiệp là không có cái việc tổ chức chức năng về cái quản lý rừng để cái mất rừng. Và những giải pháp thì chúng tôi xin chỉ đạo trong cái thời gian tới quyết liệt, nói chung Ủy ban tỉnh rất quyết liệt. Các đại biểu cũng đã chất vấn về vấn đề hưởng chế độ trợ cấp của các cán bộ công chức theo nghị quyết 146. Điều 1 của nghị định, tức là của nghị quyết 146, cái đối tượng mà là hiệu trưởng, tức là công chức được sự quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, khi được điều động hoặc là luân chuyển đến một đơn vị khác mà quá 10 km thì có được hưởng cái chế độ mà theo trong nghị quyết của 146 này nêu ra không? Chắc có lẽ là đại biểu hiểu theo nghĩa, có nghĩa là đề xuất là nên xem xét để cho đối tượng này được hưởng theo cái quyết định, theo cái nghị quyết số 146. Báo cáo với quý vị đại biểu thì trong cái nghị quyết 146 thì đúng là chưa có quy định rõ cái đối tượng này. Và Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao cho các ngành Tài chính này, Nội vụ này, Giáo dục đào tạo và các cái cơ quan khác có liên quan để nghiên cứu, rà soát, căn cứ trên cơ sở là đảm bảo đúng các quy định của pháp luật cũng như là khả năng cân đối của ngân sách địa phương để làm sao chúng ta có điều kiện hỗ trợ tốt hơn, không những cho các đối tượng chính sách mà kể cả các đối tượng giáo viên rồi kế toán viên. Tổng hợp một số ý kiến của đại biểu hội đồng chất vấn trực tiếp ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về vấn đề quản lý bảo vệ rừng, quản lý quy hoạch, xây dựng hạ tầng cũng như thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời chi tiết từng nội dung. Việc là thu hồi các dự án hiện nay đang để đó xảy ra mất rừng thì cái này đề nghị là thái độ cứng rắn hơn nữa của các huyện, thành phố đối với các cái chủ rừng. Và cái việc mà liên quan tới sân bay, tức là trong phê duyệt quy hoạch của tỉnh Lâm Đồng tầm nhìn đến năm 2040 là không có sân bay. Chính vì vậy giao nhiệm vụ
cho hai địa phương là Bảo Lộc và Đà Lạt. Chúng ta tiếp tục không để khu vực sân bay Lộc Phát, sân bay Cam Ly bị lấn chiếm, bị xâm lăng, và chúng ta để quỹ đất đó chúng ta dành cho cái việc phát triển kinh tế xã hội mà người hưởng lợi là nhân dân, không để được thao túng thị trường bất động sản rồi nghi chỗ này có sân nọ sân kia là hoàn toàn không chính xác. Về cái đường cao tốc Dầu Dây Liên Khương thì lịch sử của nó thì tức là gì? Năm 2014 thì như vậy là đã được chính phủ đưa vào danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư. Một cái tín hiệu ban đầu, ở đây tôi nhắc lại là tín hiệu ban đầu, thì cách đây trong vòng một tuần thì tập đoàn Đèo Cả sau khi đàm phán làm việc một bước trước với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong đó người ta dự kiến thay vì định tuyến như hướng đã định thì bây giờ dự kiến sẽ mở một cái tuyến mới để tiết kiệm khoảng chừng 16 cây số, và theo một cái xu hướng rất là hiện đại là khả năng là sẽ khoan hầm ở khu vực đường đèo Bảo Lộc. Kết luận phiên chất vấn, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, phiên chất vấn lần này có nhiều đổi mới, dân chủ, cởi mở, nhiều vấn đề chất vấn sát với thực tiễn, nhất là thể hiện được trách nhiệm cao của các vị đại biểu tham gia chất vấn. Đồng thời, phần trả lời chất vấn của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bám sát từng vấn đề cụ thể, trọng tâm, chất lượng trả lời từng nội dung vấn đề khá cao. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Đức Quận đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt trong triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đáp ứng niềm tin kỳ vọng của đại biểu và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Cảm ơn ý kiến phát biểu. Chiều nay, kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đã họp phiên bế mạc, hoàn thành các chương trình nội dung đề ra, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 và những năm tiếp theo. Với tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, hiệu quả của các vị đại biểu, kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đã thành công tốt đẹp, mở ra sự kỳ vọng mới cho sự phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu về các vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, mặc dù trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên trong năm 2020, kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng đạt 3,15%, thu ngân sách đạt gần 8.500 tỷ đồng, công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Cùng với đó, thu hút nguồn lực đầu tư và phát triển doanh nghiệp có bước phát triển đáng khích lệ. Lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vẫn còn bộc lộ những hạn chế, như việc tiêu thụ nông sản còn gặp nhiều khó khăn, số vụ vi phạm luật lâm nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến cho một số lĩnh vực mũi nhọn ở địa phương như nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng đạt thấp, thu ngân sách không đạt kế hoạch. Nhấn mạnh về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, năm 2021, tỉnh Lâm Đồng xác định đây là năm đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị từng ngành, từng cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu, phải có trách nhiệm rà soát, phân tích, đánh giá đầy đủ những yếu kém tồn tại của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ 2016-2020 để đề ra biện pháp khả thi khắc phục sửa chữa. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Ngoài ra, tiếp tục sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, tăng tỷ trọng các ngành chế biến chế tạo. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, nhất là hạ tầng đô thị, giao thông đối nội, đối ngoại, thúc đẩy liên kết vùng, chú trọng thực hiện đồng bộ công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Bên cạnh những cơ hội thuận lợi thì chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức và chúng ta phải biến thách thức thành cơ hội. Như tinh thần chủ đề nghị quyết Đảng bộ, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này thì ngay từ đầu năm, Ủy ban tỉnh sẽ có triển khai với tinh thần là quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với gắn với các cái mục tiêu nhiệm vụ cụ thể.
Ủy ban nhân dân tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính phủ, các bộ ngành trung ương, sự lãnh chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, sự giám sát và ủng hộ của Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và dân tộc, các dân tộc tỉnh nhà trên địa bàn tỉnh. Tại phiên bế mạc, trên cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhất trí thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua 16 nghị quyết liên quan đến kế hoạch đầu tư phát triển, phân bổ vốn, cơ chế chính sách, nghị quyết về ngân sách nhà nước và nghị quyết về biên chế, tổ chức bộ máy. Bế mạc kỳ họp, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những nội dung, chương trình, kết quả và tinh thần làm việc của các đại biểu tại kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, đồng thời khẳng định quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thuận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kêu gọi cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia cùng với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực sáng tạo, đoàn kết, triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh cần có giải pháp toàn diện, đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong điều hành và tổ chức thực thi nhiệm vụ để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, các định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của cả nước. Đề nghị các ngành, các địa phương tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy cao nội lực, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, sớm có kế hoạch triển khai cụ thể và có các giải pháp tích cực với tinh thần chủ động, sáng tạo với quyết tâm cao nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các trường hợp đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Bảo đảm vui tươi, chu đáo, ấm áp, nghĩ tình, mọi người mọi nhà đều có Tết. Các cấp, các ngành cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh các cấp trong nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, hiệu quả của các vị đại biểu, kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đã thành công tốt đẹp, mở ra niềm tin và sự kỳ vọng mới cho nền kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển trong năm 2021 và những năm tiếp theo, từng bước xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế xã hội quan trọng của khu vực Tây Nguyên và cả nước. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu. Tổng kết 5 năm thực hiện công tác lâm nghiệp khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sáng nay ngày 10 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trọng thể tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 10 tháng 12 năm 1945, 10 tháng 12 năm 2020. Đến tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, cán bộ lực lượng vũ trang quân khu qua các thời kỳ. Về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh cũng tham dự. Đọc diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh, 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang quân khu không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng, tiến công, chiến đấu dũng cảm kiên cường, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng. Truyền thống vẻ vang đó được dệt nên bởi máu xương của gần 25 vạn liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và mồ hôi công sức trí tuệ của hàng triệu đồng chí, đồng bào quân khu 7.
Đây là tài sản tinh thần vô giá, là sức mạnh nội sinh để lực lượng vũ trang quân khu lớn mạnh trưởng thành, tiếp tục lập nhiều chiến công trong thời kỳ mới. Với lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng, phát huy phẩm chất quân đội anh hùng, qua các giai đoạn cách mạng, quân và dân trong tỉnh đã hiệp đồng đoàn kết, mưu trí dũng cảm, chiến đấu, giành nhiều thắng lợi trên các chiến trường. Trong thời kỳ mới, tiếp tục làm tốt công tác quân sự quốc phòng, tiên phong trên các mặt trận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận và biểu dương những thành tích của lực lượng vũ trang quân khu 7 trong xây dựng và phát triển, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó, tiếp tục tô thắm truyền thống, trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 và Đảng bộ quân đội trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Đơn trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 7. Đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam, củng cố quốc phòng từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay ngày 10 tháng 12 tại thành phố Đà Lạt, Chi cục Kiểm lâm vùng 4 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp và quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng 4 và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020. Triển khai nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có 150 đại biểu là lãnh đạo Cục Kiểm Lâm và các chi cục kiểm lâm thuộc 11 tỉnh thành trong khu vực. Theo thống kê, hiện nay khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng diện tích rừng tự nhiên gần 8 triệu 800 hectare, chiếm hơn 26% diện tích rừng cả nước. Là khu vực có vị trí chiến lược về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái. Vì vậy, trong những năm qua, Chi cục Kiểm lâm 11 tỉnh thành thuộc vùng 4 đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác lâm nghiệp và có sự phối hợp chặt chẽ để quản lý bảo vệ rừng. Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, các địa phương trong vùng đã trồng mới trên 29.000 hecta rừng, kiểm tra phát hiện và lập hồ sơ trên 32.000 vụ vi phạm luật pháp về lâm nghiệp, 466 vụ vi phạm các quy định phòng cháy, chữa cháy, gây cháy rừng và hơn 3.000 vụ khai thác rừng trái pháp luật. Nhìn chung, trong 5 năm qua, số vụ vi phạm về lâm nghiệp đã từng bước được kiểm soát và giảm dần theo từng năm. Tuy nhiên, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên vẫn được xác định là điểm nóng về vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Với số vụ vi phạm và diện tích thiệt hại rừng chiếm từ 50 đến 60% so với cả nước, để khắc phục những hạn chế và làm tốt hơn nữa công tác lâm nghiệp và công tác phối hợp của các địa phương, trong giai đoạn 2021-2025 tới, Chi cục Kiểm lâm vùng 4 đã đề ra những nhiệm vụ giải pháp mục tiêu như tiếp tục tham mưu cho cơ quan chuyên môn cấp trên và chính quyền địa phương các cấp khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo vệ và phát triển bền vững đối với 100% diện tích rừng hiện có, khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại 3 loại rừng, làm cơ sở quy hoạch cấp tỉnh, phấn đấu trồng trên 350.000 hecta rừng, khoanh nuôi tái sinh 145.000 hecta và chăm sóc gần 400.000 hecta rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, v.v. Bên cạnh đó, tổ chức có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng 4 và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trong quản lý nhà nước và thi hành luật pháp về lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng. Dịp này, 11 chi cục kiểm lâm các tỉnh, thành phố trong khu vực đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025. Chiều ngày hôm qua tại huyện Di Linh, công ty cổ phần tập đoàn Quế Lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi giới thiệu mô hình trình diễn nông nghiệp sản xuất theo hướng hữu cơ. Tham gia có đại diện ngành nông nghiệp Lâm Đồng và các nông hộ tại địa phương. Trong thời gian qua, công ty cổ phần tập đoàn Quế Lâm thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư phân bón hữu cơ do công ty sản xuất theo hình thức trả chậm cho hộ gia đình ông Trịnh Nào Bẩu, thôn 8, xã Liên Đầm, huyện Di Linh, đầu tư chăm sóc 4 hectare cà phê vối. Toàn bộ quy trình kỹ thuật được thực hiện dựa trên nguyên tắc của công ty Quế Lâm đưa ra. Theo đó, nông hộ hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng thuốc diệt cỏ
và dùng 80% phân bón hữu cơ để chăm sóc vườn cây. Kết quả, năng suất vườn cà phê sản xuất theo hướng hữu cơ này đạt hơn 4 tấn một hecta. Trong lúc, năng suất bình quân cà phê của Lâm Đồng chỉ đạt 3,2 tấn một hecta. Mặt khác, nông dân cũng nhận thấy nhiều lợi ích của mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ này như thân thiện môi trường, đảm bảo an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng. Cộng với việc thu hái cà phê cũng đạt độ chín lên đến 90%, chứ không hái tuốt xanh như trước đây. Cũng đã khiến cho giá trị hạt cà phê của gia đình ông Trịnh Nam Bẩu, thôn 8, xã Liên Đầm, huyện Di Linh, cao ổn định. Được biết, công ty Quế Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với nhiều địa phương trong cả nước triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ nhằm góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam bền vững. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.